Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cẩm Nang Du Lịch. Trong chương trình lần trước, chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị về cách cắm lều trại khi đi dã ngoại. Và trong chương trình lần này, chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị những mẹo nhỏ khi đi dã ngoại. Và điểm đến của chúng ta trong lần này sẽ là bãi đá sông Hồng. Bên tay trái tôi là Khắc Huy đến từ Gao Travel và Ngọc Long đến từ lều trại.com. Bây giờ, trong chương trình lần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những mẹo nhỏ khi đi dã ngoại. Và bây giờ chuyến dã ngoại của chúng ta bắt đầu. Đến địa điểm cắm trại, chúng tôi cùng nhau tiến hành tìm địa điểm hạ trại trên khu đất trống. Vị trí lý tưởng nhất là hướng ra mặt sông Hồng. Tiêu chí để chọn khu đất này chính là yếu tố địa hình. Khu đất có vị trí thoai thoải dốc và tương đối bằng phẳng. Cuộc hạ trại khiến tất cả các thành viên nam của đoàn được chủ tài tháo vát. Chẳng mấy chốc, căn lều đã được hoàn thành. Đấy, khi buộc đó mọi người nhớ cái buộc néo của dây dù này. Đấy, còn một cái chú ý ở đây nữa này. Cái phần này khi mà nó dài quá, nó có cái điểm móc. Thì mọi người kéo cái này ra mọi người có thể móc luôn vào tường. Nó sẽ tự rút này như thế này. Ok. Đấy, còn cái vùng dây néo này này là cũng vậy. Làm sao mà rút lều thì nó có cái cuộc thi ấy, là thu lều nhanh luôn. Đấy. Đấy, thế bị cái này phải của thầy. Thì nếu mà hình cái thứ nó đa dạng nhiều thì hình ngoài bắt. Anh lấy lon nước được không? Cùng cái cảnh ép nướng bằng đúng. Anh Long ơi. Cái thuồng nó cho em mượn em đào cái hào xung quanh đây cả. Đào cái hào á hả? Vâng, để thoát nước ấy mà. Theo mình thấy là ở cái địa hình này thì cái việc đào cái hào mà để thoát nước mà khi trời mưa ấy là cũng không cần thiết lắm. Đấy, nhưng mà bởi vì em đọc ở trên mạng với cả kinh nghiệm của nhiều người là nên đào hào để thoát nước nhỡ đêm mà trời mưa ấy. Đấy, khi trời mưa ấy thì là ở cái mặt bằng này này nó dốc thoải và mình lại làm theo kiểu nằm thoải xuống thì khi trời mưa nước sẽ chảy là cái thứ nhất, nó sẽ chảy xuống mà nó không đọng. Cái thứ hai ấy là cái mặt của cái đế ấy. Cái đế của cái lều ấy, nó là bằng cái bạt chống nước và chống thấm. Đấy, nên là ở cái địa thế này ấy, thì theo mình là cái phần đào hào thì nó sẽ không nhất thiết phải đào. Có nghĩa là tùy thuộc vào địa hình phải không? Đúng rồi, tùy thuộc vào địa hình. Những rồi. Cái nào mà chiêm trũng mà mình nằm ở những cái vị trí gọi là cái thung lũng thì mình sẽ đào quanh một cái hào. Đấy, hình tròn hoặc hình chữ nhật và các cái đường rãnh ra khỏi hào. Rồi. Bởi vì khi trời mưa thì nước nó vẫn phi ở giữa. Ở giữa thì mình đào các rãnh ra. Thập này thì mình đào các rãnh ra và xung quanh đây một đường nước ra. Đấy là cái trường hợp đồng ý. Như vậy là mình sẽ thống nhất là mình sẽ không phải đào hào ở đây. Rồi. Nhưng mà tối xuống thì chúng ta sẽ đói. Mà đói thì chúng ta cần phải ăn. Đúng rồi. À, thế thì hôm nay trong cái chương trình này thì anh em mình sẽ tư vấn cho khán giả về những cái mẹo gì anh Long đã chuẩn bị ạ? Thì mẹo thì theo cái địa hình này thì chúng ta là du lịch dã ngoại thì chúng ta cũng nấu nướng là một là chúng ta sẽ sử dụng những cái bếp mà chúng ta mang theo. Đấy là những cái bếp hiện đại nấu bằng ga. Nhưng thứ mà hai, trong trường hợp đấy. mà ta có thể bị quên hoặc bị mất đồ thì mình có cái cách nào để mà giải quyết được cái tình huống này không? Thì chúng ta sẽ sử dụng thứ nhất là chúng ta có thể làm những cái bếp bằng những cái vật dụng ví dụ như là cái lo nước uống hết này chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể làm thành một cái bếp. Đấy, chúng ta nấu bằng cồn. Đấy, hoặc bằng dầu. Vâng. Nếu mà cái vùng đấy mà không có dầu thì không có cồn chúng ta sẽ mua dầu và sẵn sàng đun được. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay với những mẹo nhỏ khi đi dã ngoại thì anh Long sẽ là người hướng dẫn cho chúng ta cách làm hai loại bếp, một là bếp nấu và hai là bếp nướng. Trong tất cả các chương trình trước thì chúng tôi luôn nhờ các tư vấn. Nhưng mà đặc biệt lần này thì chính bản thân tôi khi sau khi làm nhiều chương trình cũng phải tự trau dồi thêm cho mình những kiến thức khi đi dã ngoại. Và sau một lần lướt web thì tôi đã tìm được một cách thức để làm để chế một chiếc bếp tự chế từ hai vỏ lon nước ngọt. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu.
chúng ta sẽ giữ cái khoảng cách này là khoảng 3 phân phải không anh nhỉ? 3 cm. 3 phần 3 cm. Đây thế này. Ra sẽ chọc sâu vào. Rồi. Mình chỉ lấy cái phần đáy này thôi. Và chúng ta sẽ tỉa quanh đi cho nó hết những cái vết xước rồi. Thế là hai cái vỏ đều là khoảng cách bằng nhau. Phần dùi lỗ. Dùi lỗ mình có thể dùng cái mũi kéo luôn này. Đúng rồi. Tay khỏe chưa ta? Đấy. Đây. Lúc mà em đọc cái cách thức hướng dẫn để làm cái bếp này trên mạng ấy thì trên đó có nói là cái bếp, cái lửa của cồn thì nó là cái màu xanh rất nhạt, mà trong cái ánh sáng ban ngày thì là sẽ rất là khó để có thể nhìn thấy. Đúng rồi. Chắc là anh em mình phải đợi đến tối mới được chứng kiến cái những cái ngọn lửa đấy nhỉ? Đúng rồi. Đây. Cái lượng mà lửa to nhỏ thì nó sẽ tùy thuộc vào cái lỗ này. Đúng rồi, cái lượng to nhỏ nó sẽ tùy thuộc vào tất cả những cái lỗ này. Đấy. Và ta chú ý là ta chọc từ ngoài vào. Thì chọc từ trong vào á thì nó chọc trong ra thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi chọc trong ra thì chúng ta cầm nó sẽ bị đứt tay. À. Chúng ta chọc từ ngoài vào. Đấy là toàn bộ cái mặt nó sẽ vào trong. Tiếp theo sau sẽ là gì anh? Anh em mình bắt đầu nhá. Đấy, bắt đầu thôi. Và một cái chi tiết nữa là chúng ta phải có một cái đế bếp. Khi mà chúng ta đổ cồn vào thì phải để trên một cái mặt kim loại, không được phép là đổ ra mặt đất bởi vì nó sẽ thấm hết cồn. Cái đế bếp nó sẽ là một cái miếng, một cái nắp của một cái hộp bằng kim loại như thế này. Và sau đó đặt cái bếp lên trên. Sau đó đổ cồn. Anh Long nhỉ? Đổ cồn. Đấy thì cái chú ý là cái phần này á là cái mặt này mình tạo cái nếp gấp nó bé, nó gập vào. Đấy. Để khi đút hai cái ống lo mà nó cùng một cái phi. Đấy, nó cùng một cái phi. Thì nó sẽ, đây mọi người phải thấy này. Đó. Đó. Làm sao mà cho nó khít. Rồi đút hai cái phi này với nhau, mọi người cũng phải cẩn thận vì cái độ sắc của nó là sẽ. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy và lúc này chúng ta có thể rót lửa. À rót cồn. Cồn. Đấy, nhưng mà mọi người chú ý này. Đấy là, đây là cái bếp. Tức là cái này nó chỉ có tác dụng. Cái này chúng ta có thể, nếu như mà không có cái này, đúng không, thì chúng ta có thể là nhặt những cái miếng gọi là không cháy, ví dụ như là miếng tôn, miếng thép ở ngoài đường, mảnh sành, mảnh bát, mảnh bát xứ thì chúng ta để đây. Đấy. Và chúng ta để, nhưng mà khi bắt đầu nấu thì chúng ta phải chú ý là kiếm những viên gạch hoặc là những cục đá, chúng ta sẽ làm những cái kiềng ba chân để chúng ta mới để được cái nồi cơm lên. Nhưng mà còn bếp nướng thì sẽ làm thế nào? Ví dụ như là hôm nay ấy, là chúng ta đi là chúng ta quên kìm chẳng hạn, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta không có cái dụng cụ gì để cắt, để rũa, để bẻ cái này. Đấy. Vậy thì ở một cái không gian ngoài điều kiện tự nhiên, ngoài điều kiện tự nhiên như này, có sông, vào cái thời tiết mùa đông này có những cái món nướng. Đấy. Vậy bây giờ từ một cái dây thép như thế này thì các bạn sẽ nghĩ làm sao chúng ta có một cái bếp nướng hoàn thiện? Anh đúng là cho em câu hỏi khó. Đấy thì bây giờ nó, công việc này thì nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ liên tưởng đến cái bếp ngày xưa gọi là bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm à? Đấy, trong cái thời kỳ chiến tranh gọi là bếp Khung Khói. Cái dây thép này là mình được tận dụng từ chính cái mang theo cái lều đúng không anh nhỉ? Mình mang theo cái lều để buộc hoặc là chằng hang. Vâng. Hoặc là mình có thể ra lấy những cái bụi thép gai hoặc là mình có thể làm thoải mái. Vâng. Đấy, việc đầu tiên thì một cái dây thép này khi chúng ta bây giờ trong tay tôi là cũng không có kìm mà cũng không có bất kỳ cái gì, chúng ta sẽ làm công việc là chúng ta sẽ uốn. Theo kinh nghiệm của các anh khi mà anh đi dã ngoại ấy, thì đã bao giờ anh thử nghiệm thành công một chiếc bếp như này chưa? Bếp này làm nhiều chứ, làm mà để mình kê những cái đồ nướng lên cho nó sạch sẽ. Đấy, và mình nướng mình sẽ khi mà đặt những cái đồ nướng lên mình có thể nâng lên những khoảng cách, ví dụ như là khi than nó đỏ lửa quá mình có thể cời than ra hoặc là mình có thể nhấc cao cái này lên mà nó không ảnh hưởng mà đến vệ sinh và đồ ăn, đúng không? Vệ sinh và đồ ăn. Đấy, đan như cái đan quạt nha. Đúng rồi.
để định vị những cái nan này lại với nhau đúng không? Đúng rồi, thực ra là chúng ta chỉ định vị cái này. Rất là đơn giản nhưng mà lại hiệu quả. Đây. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hai cái bếp. Một thao tác vô cùng đơn giản nhưng mà thực sự sẽ phát huy được hết tác dụng của nó khi mà chúng ta sẽ đang đói bụng. Trên tay tôi là một chiếc bếp nấu. Đây là bếp nấu khi sử dụng bằng nguyên liệu cồn. Và của anh Long đã hoàn thành chiếc bếp này là bếp nướng. Đây là một chiếc vỉ nướng. Và nguyên liệu đốt sẽ là dùng than, hoa hoặc là củi lửa khi mà chúng ta có thể nhặt được ở trong rừng hoặc ở trong cái môi trường xung quanh. Như này là okay, là rồi. Hai cái cửa này để thứ nhất là mình có thể là lấy cái xỉ than ra này. Đúng rồi, chính xác. Và gió vào. Để cho gió lùa vào. Thưa quý vị, là như vậy, với sự hướng dẫn của anh Long và sự trợ giúp của Huy thì chúng ta đã có một chiếc lò hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong việc để làm một chiếc lò này thì có một số điều cần chú ý. Đó là chúng ta phải có hai cửa lò. Tác dụng của nó là để thứ nhất lùa gió vào để tạo nên oxy không khí để đốt than. Và thứ hai nữa là để chúng ta có thể lấy cho và xỉ than sau khi nó đã tàn. Và đặc biệt là diện tích của chiếc lò này phải nhỏ hơn diện tích của chiếc phên để khi mà ta đặt nó lên nó sẽ không bị lò xuống. Như vậy là với thao tác rất đơn giản thì chúng ta đã có một chiếc lò nướng và đang chuẩn bị cho một buổi tối thật vui vẻ, những món ăn thật là thú vị. Mà tôi cũng chưa biết được là hôm nay là anh Huy đã chuẩn bị cho chúng ta những món ăn gì. Tại vì đoàn thấy hôm nay là anh em chuẩn bị lò rất là vất vả. Nên công ty cũng đã chuẩn bị những cái đồ nướng cho anh em thưởng thức một bữa tối rất là thú vị, và đặc biệt chủ yếu là ngô khoai sắn và một chút thịt để cho anh Hải được tăng cân hơn một chút. Khi đốt lửa trại, ánh sáng của lửa sẽ thu hút sự chú ý tìm đến của bò sát và côn trùng. Vì vậy, khi đi cắm trại, bạn nên mang theo một lọ dầu gió nhỏ vẩy vào lửa khi đang cháy. Mùi dầu gió sẽ xua đuổi côn trùng. Thưa quý vị, đây chính là ngọn lửa của chúng ta. Hy vọng rằng đây sẽ là những trải nghiệm thật là thú vị dành cho quý vị. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.